Vô thành là mấy bữa nay không có làm clip hướng dẫn được cho các bạn, tại vì mình mới vừa đổi laptop mới, mà cái laptop này nó chạy là Windows 10 64 bit, còn cái laptop cũ của mình là nó chạy Windows 7 32 bit, cho nên là có một số cái phần mềm trong đó, có mấy cái phần mềm làm video của mình nó không hoạt động được, cho nên là không có làm được đó. Thì mấy bữa nay cũng mò dữ lắm thì tìm được cái Pro Show, nhưng mà cái này thì mình cũng không có biết cách xài kỹ lắm, không có biết xài sâu thì cũng không có tạo được những cái hiệu ứng giống như là mấy cái clip mà trước đây mình hay làm. Nó kiểu như có cái đoạn hoạt hình nghe cái tiếng vui vui, hoạt hình cái đoạn mở đầu cái tiếng nghe vui vui thì mình không có làm được. Tại cái đoạn đầu thường là mình sẽ tua cho nó thiệt là nhanh, thì để cho các bạn coi, các bạn đỡ nghe cái tiếng mình nhựa nhựa, thì các bạn sợ bạn chán các bạn tắt bỏ mẹ cái clip không có coi được đó. Thì cái đoạn đó thì mà tua nhanh quá thì nó sẽ có một cái vấn đề, đó là nó sẽ bị cái kiểu mà cái tiếng nó sẽ bị rè. À, cho nên là phải chỉnh cái giọng cho nó hoạt hình tí, nghe nó che được cái phần bị rè mà nó còn nghe vui vui nữa, nên là sau này clip nó sẽ hơi dài dòng thì các bạn thông cảm. Và cái link key hôm nay nó sẽ có dạng như này đó, đây là cái link key dành cho những bạn idle, để các bạn thông cảm để mình làm xong rồi mình nói không nó làm lộn. Đó là cái link key mà mình sẽ hướng dẫn hôm nay. Thì cái link key này nó sẽ bắt đầu bằng Twitter, mình sẽ để cái link hướng dẫn ở đây, thì bạn nào lên máy tính thì có thể thấy cái tên nó hiện ra đây, thì bấm vô nó sẽ tới được clip hướng dẫn tụi nước ngoài. Còn bạn nào lên bằng điện thoại thì có thể tìm thấy đường link ở phần mô tả clip của mình đó. Thì Twitter mình nói sơ qua này, nó sẽ có dạng như này, tức là nó sẽ lăn từ hai ngón này lên hai ngón này, nó sẽ lăn qua một cái ngón bất kỳ, một cái ngón ở giữa đó, nó lăn qua như này. Ở đây thì mình muốn các bạn làm ở ngón út và ngón áp út, thì nó sẽ lăn qua cái ngón áp út lên ngón áp út và ngón giữa như này đó, lăn qua như này, lăn qua đây. Và sau khi mà các bạn cho cái bút nó lăn qua đây rồi thì các bạn sẽ thu cái ngón áp út lại, lăn qua đây thu lại đó, và các bạn sẽ around qua và các bạn dập lại bằng hai ngón này, tức là làm nhanh nó sẽ như này đó, như này đó. Và sau khi mà làm được tới đây rồi thì các bạn sẽ pass lên, tức là chuyển từ đây lên đây. Các bạn thả cái ngón này ra và các bạn đưa cái ngón này vô, các bạn thả ra đó, thả ra và các bạn chuyển cái bút lên đây. Sau đó các bạn sẽ gọi là cái này gọi là chạc chạc, mà kiểu như vậy, kiểu cái tay các bạn đang như này, các bạn úp cái tay xuống thì nó sẽ kéo cái bút theo. Các bạn cứ úp cái tay xuống thì tự động là nó sẽ kéo cái bút theo như này, nó sẽ tạo, nếu mà khéo hơn, nếu mà có kinh nghiệm chơi lâu thì các bạn sẽ tạo ra được một cái vòng như này đó, một cái vòng như này đó, một cái vòng như này. Và các bạn sẽ pass xuống dưới đây lại đó, xuống dưới đây. Những cái đoạn như vậy mình sẽ làm thật là chậm để mà các bạn có thể theo dõi được, sẽ đi như này đó, lên đây xuống dưới đây lại xuống đây. Và sau khi mà đã chuyển cái bút được xuống dưới đây rồi thì các bạn sẽ gọi là làm một cái trick, đó là devil around, tức là nó sẽ có dạng như này. Mình sẽ để cái link hướng dẫn ở đây, cái này thì tương đối mới, mình mới vừa đưa nó vào link khay trong cái clip này thôi, mấy cái clip trước không có đó. Nó sẽ như này đó đó, thì cái này cái link hướng dẫn mình cũng để ở đây, là nó sẽ như này. Và sau khi mà đã đi vào around rồi thì các bạn sẽ tiếp tục sonic từ đây lên đây, tức là nó sẽ đi như này, lên đây và lên đây đó, qua đây lên đây, tức là làm từ đầu nó sẽ như này, lên đây pass qua đây và đi vào around qua đây, tiếp tục sonic lên đây đó. Và sau khi mà đã tiếp tục sonic được lên đây rồi thì các bạn sẽ Sonic reverse xuống, tức là đi như này. Cái động tác thì nó tương đối là hơi hơi khó, tại vì nó phải dựa vào cái cảm giác rất là nhiều, tức là các bạn phải làm chuẩn được cái chiếc Sonic reverse bình thường. Tại vì thường là các bạn Sonic reverse các bạn sẽ cầm ở ngay giữa cái bút như này, nhưng mà khi mà các bạn đã cầm ở cái phần đầu này thì nếu mà không có cẩn thận nó sẽ dễ, rất là dễ văng cái bút ra ngoài. Đó. Đó, nhất là mấy bạn nào mà nhà có lầu mà ngồi kế cửa sổ đó, các bạn phải cẩn thận cái điều đó. Thì nó sẽ như này. Sau khi mà đã đi xuống được tới đây rồi thì các bạn sẽ thả thả cái ngón áp út ra, tức là tới đây đưa ngón cái vô, thả ngón áp út ra đó như này. Và các bạn sẽ gọi là whipper, thì cái trick này nó dễ và cái đái luôn, nó chỉ như vậy thôi, nó chỉ kiểu như vậy đó, và cho cái bút đi từ dưới đây xuống dưới đây, nó chỉ như vậy thôi đó, kiểu như vậy. Các bạn sẽ sonic qua đây, whipper qua đây, và sau đó các bạn lại chuyển cái bút xuống dưới đây lại đó, thả ngón cái ra và các bạn sẽ
đưa cái bút lên tay như này, gọi là pass lên, kiểu giống như dạng như là pass lên, nhưng mà lần này các bạn sẽ thực hiện theo mình. Cái đoạn này thì mình cảm thấy là nó tương đối là nó hơi phức tạp, thì bạn nào tập được thì tập, còn tập không được thì cứ tập cái đoạn đầu, cũng là đưa vào combo cũng là đã ổn rồi, tại vì cái trình của bạn thì chưa có được, chưa có nhiều kinh nghiệm để mà tập được những cái đoạn thì nó quá phức tạp, cho nên là những cái đoạn này thì để dành cho những bạn mà chơi lâu thì tập nó sẽ hợp lý hơn. Nó sẽ đi như này, tức là các bạn sẽ đẩy đẩy cái bút lên như này, đẩy bút lên như này và đưa cái bút về cái dạng này, sau đó các bạn sẽ cho nó giăng qua ngón trỏ luôn, đó như này, đó như này. Cái đoạn này thì các bạn có thể tua chậm lại để mà xem cho nó rõ, tại vì cái này mà làm chậm nó sẽ bị rớt. Lì làm từ đầu cái liên khay nó sẽ như này, đi lên qua đây, đẩy qua đây, pass qua đây, pass xuống đây, đi vào around qua đây, tiếp sonic, sonic reverse whipper chỉ xuống đây, đẩy qua đây, đó, và làm chúng ta đã làm được một cái liên khay. Thì khi đưa vào combo nó sẽ có dạng như này. Sau đó quay một cái gì đó và kết thúc combo. Các bạn cứ coi như mình kết thúc rồi, tại vì mình lỡ gớt rồi. Thì nếu thấy hay thì có thể like ủng hộ mình, thì mình sẽ làm thêm nhiều những cái liên khay như vậy để mà giúp các bạn có thêm kinh nghiệm và cũng như là quay được nhiều kiểu hơn, là tăng cái trình độ của các bạn hiện tại lên. Đó, thì thấy hay thì like và subscribe channel của mình để ủng hộ mình. Yeah.